Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe giờ kia em ạ Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Ví dụ này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe bán tải Ford Ranger bản XLS số tự động ạ Chiếc xe này thì rất được nhiều anh em lựa chọn và tìm tìm hiểu đến đến nó đấy ạ Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này Tổng lăn bánh, chương trình khuyến mại Và những tính năng option của chiếc xe bán tải Ford Ranger bản XLS số tự động Có những gì thì em sẽ phép giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào ở trên trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì mới đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe giàu của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bán bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe với giá yết của nó đang là 650 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán nhưng bây giờ đang là 615 triệu ạ. Tức là giảm giá cho là 35 triệu tiền mặt ạ à. Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào Tặng phụ kiện ra sao, chi tiết ăn bánh nào Tìm quyết định cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em Chắc chắn với em giá sẽ là tốt nhất trường em nhá Vậy thì chiếc xe Ford Ranger bản XNS này Lăn bánh nội như đang là 666 triệu Trả góp thì đang là 183 triệu Còn là tỉnh thì là 658 triệu Trả góp thì đang là 175 triệu ạ à đó chính là phần giá xe và tàu đón bánh ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Forranger bản X ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về kích thước tổng thể ạ. À. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 5m362, rộng là 1m860 Còn cao là 1m830 ạ. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 3m20 anh em nhá. Còn khoảng sáng cầm xe đó là 20cm đấy ạ. À. Chiếc xe này rất là dài, rộng và cao đấy ạ. À. Còn đây giới thiệu cho em về phần đầu xe này phần đầu xe thì của chiếc xe Ford Everest này thì về mặt nơi cá lăng nó sử dụng ngôn ngữ của dòng xe Ford sự thiết kế cảm giác nó rất là chắc chắn thể thao và rất mạnh mẽ em nhá còn đây giới thiệu cho em về phần cụm đèn này cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng đèn halogen em nhá đèn halogen thôi ạ nó không phải là đèn led như là bản ngoài check ạ còn đây là phần đèn gầm đèn gầm nó cũng sử dụng đèn halogen anh em nhá tiếp theo giới thiệu cho em về phần sườn xe này Phần sườn xe của chiếc xe Ford Everest này cũng được dập lỗ rất là nhiều Giúp cho chiếc xe nó sẽ được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, thể thao hơn ạ Còn đây giới thiệu cho em về phần bánh xe này Bánh xe chiếc xe này nó sử dụng vành đúc hợp kim nhôm Vành của nó sẽ là vành 16 anh em nhé Màu là màu bạc bạc trắng đấy ạ Phanh thì phanh trước là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tăng trống anh em nhé Đó Còn tiếp theo thì giới thiệu cho em về phần gương chiếu hậu này Gương chiếu hậu của nó sẽ là màu màu xám Màu xám nhé, nó sẽ không có xi nhan trên gương, xi nhan nó ở trên thân xe này. Đó, nó sẽ có chỉnh điện, gặp điện ạ. À? Đây tay nắm cửa thì tay nắm cửa thì phần nhựa thôi, nó không phải tay nơ cũng cửa mạ Chrome phần nhựa đen cho cả bốn kính cửa em nhá Còn đây giới thiệu cho em về phần trần xe này. Trần xe thì bàn này nó sẽ là trần phẳng em nhá trần phẳng đấy ạ. Đó, nó sử dụng anten thì rất tiếc là sử dụng vẫn là sử dụng anten nó dạng cột thôi ạ, không phải anten vẹt cái anh nhá. Còn đây giới thiệu cho em về phần đuôi xe này. Phần đôi xe của chiếc xe ban tải Ford Ranger này thì uh, em đánh giá sự thiết kế nó rất là hài hòa, sang trọng và rất là khỏe khoắn anh em nhé. Còn tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, cụm đèn này. Cụm đèn nó sử dụng đèn halogen anh em nhé. Đèn halogen thì ạ. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, đôi xe này. Về những tính năng an toàn thì chiếc xe này nó sẽ khá là ít tính năng an toàn này em nhé. Về có cải mấy lùi thì bạn này cũng không có này. Cam lùi thì bản này cũng không có luôn anh em nhé. Đó, tính, tính, năng an toàn cơ bản thôi ạ Ok, tiếp theo em đi sâu bên trong nội thất để giới thiệu cho em về nội thất bên trong ạ Đây, giới thiệu cho em về nội thất nhé Nội thất của chiếc xe bán tải Ford Ranger bản XLS Bản số tự động này thì nội thất của nó toàn bộ là không gian là màu đen hết anh em nhé Đó, còn đây giới thiệu cho em về phần ghế này Ghế của chiếc xe này sử dụng ghế là, là ghế lỉ em nhé Nó không phải là ghế da đâu ạ à, Ghế sẽ được chỉnh cơ Chỉnh cơ ạ Còn đây giới thiệu cho em về phần vô lăng này vô lăng của nó sẽ là vô lăng ba chấu ạ vô lăng bao chấu nhá nó sẽ là có cô con trôn và điều chỉnh âm lượng ạ về túi khí thì bàn này nó sẽ có một túi khí nhá cái túi khí người lái thế ạ đó còn đây là giới thiệu cho em về bên cánh cửa này. cánh cửa thì không gian nó cũng chỉ là màu đen hết thôi em nhá tích hợp trên đấy sẽ là có uh, lên xuống kính cho bốn cánh cửa này khóa cửa này điều chỉnh uh, riêng ghế lái thì nó sẽ là có lên xuống chính một chạm em nhá còn đây giới thiệu cho em về sâu bên trong thì nó sẽ là có chìa khóa là chìa khóa cơ em nhá. Có bảng nó tắp lô đồ của chiếc xe này thì uh, nó sử dụng bảng đồ tắp lô khá là cơ bản thôi anh em ạ. Nó khá là đơn giản bên là vòng tua động cơ này, công tơ mét này và các cái uh, đèn uh, màu đỏ màu vàng các đèn cảnh báo và các thông tin của chiếc xe rất là đầy đủ ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần uh, màn hình giải trí mà sử dụng màn hình cảm ứng 6 inch ạ. Có kết nối iOS, USB, Bluetooth Tiếp theo giới thiệu cho em về phần uh, hệ thống điều hòa. Điều hòa của chiếc xe này nó sử dụng đó chính là hệ thống điều hòa. Điều hòa của nó sẽ là điều hòa cơ chỉnh tay anh em nhá. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này, nó sẽ là có cổng USB này, cổng sạc điện thoại này. Đó. Còn tiếp theo giới thiệu cho em về phần hộp số Hộp số của chiếc xe này nó sử dụng hộp số số tự động 6 cấp anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về phần uh phanh tay phanh tay nó sử dụng là phanh cơ nhá còn hộp tựa tay trung tâm thì được bọc ra khá là to bản đấy ạ đó còn tiếp theo giới thiệu cho em về phần trần xe này trần xe của chiếc xe này nó sử dụng nó chính là có các tính năng cơ bản thôi đó chính là mở cửa từ xa hoặc luôn luôn xa hoặc bấm cơ này trực tiếp anh em nhá đây, chỗ này thì mình để để sổ đăng ký đăng kiểm này đây còn đây giới thiệu tiếp theo giới thiệu cho em về phần trần xe trần xe nó sẽ trần phẳng em nhá à, trần màu ghi đi ạ ok rồi sang hàng ngày thứ hai ạ Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Ford Everest bản EXLS bản số tự động này thì nó giống như hàng ghế đầu tiên, ghế là ghế màu đen bọc lỉ em nhá. Rồi em sâu bên trong để giới thiệu cho em về chi tiết hơn ạ. Đây. Em cao 1m80 em nhá, mà để kiểm tra cho em về độ rộng rãi này. Để chân vẫn còn thừa, rất còn thừa khoảng một lửa găng tay em nhé Rất là thoải mái đấy ạ Hàng ghế thứ hai của nó sẽ thêm, thêm được là cổng điện 12V này hàng ghế thứ hai thì nó sẽ không có thêm được các cái cửa gió phía dưới này thì tuyệt vời hơn rất nhiều ạ. Có lời giới thiệu cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên. Hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Ford Everest bản XLS bản số tự động này thì sự thiết kế của nó thì em đánh giá nó khá là tiện nghi và những tính năng option nó mang lại ạ. Thì em nghĩ là chiếc xe này anh em khó lòng có thể chê trách nó quá nhiều được ạ. Ok tiếp theo giới thiệu cho em về phần động cơ ạ. Về phần động cơ của chiếc xe Ford Everest này nó sử dụng động cơ động, động cơ 2.2 em nhá. tu bin kép đấy ạ. Với công suất cực đại nó đang là 160 mã lực trên cho 3.200 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 385 Newton mét trên cho 2.500 vòng trên phút ạ. Đạt tiêu chuẩn chiếc xe này nó là tiêu chuẩn Euro 4 anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về chi tiết hơn này. Đào, đầu tiên nó chính là nước màu xanh đó là nước rửa kính anh em nhá. Còn đây là nước làm mát ạ. Động cơ thì dùng là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng ạ. Ác quy thì dùng là ác quy khô và rất là to anh em nhá. Còn cái màu vàng như này mình đang xem đó chính là giò phanh ạ. À. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tổng thể và những tính năng an toàn của chiếc xe Ranger bản XNS nhé Đây giới thiệu cho em về tổng thể này, về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi. Tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng an toàn ạ. À. Tính năng an toàn thì chiếc xe này nó sẽ có là túi khí nhá. Có một túi khí này. Hệ thống như là hệ thống uh, uh, phanh ABS này, hệ thống uh, phân bố phanh điện tử VPD này từ xe này, hệ thống chống đặt này, hệ thống kiểm soát theo tải trọng này, hệ thống hỗ trợ khởi ngang dốc anh em nhá. Đó là những tính năng an toàn rất là cơ bản cho em đấy ạ. Về phần màu sắc thì chiếc xe này nó sẽ có rất nhiều màu cho em lựa chọn nhá, như màu trắng mình đang xem này, màu xám, màu đỏ, màu xanh dương, màu cam, màu xanh thiên thanh, màu bạc, màu đen, màu đỏ và màu ghi vàng ạ. À. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này và các chương trình khuyến mại cũng như là những tính năng option của chiếc xe bán tải Ford Ranger bản xs số tự động rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Ford cũng như các hãng xe khác nhau ạ. Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em mà muốn được review xe cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam Thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé Để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ Còn anh em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em đăng ký kênh em nhé Bởi vì kênh xe thế giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok em xin phép em sẽ dừng video ở đây Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ